sách Việt Rách, tủ sách bài tập cuối tuần, sách ôn tập các lớp 1, 2, 3, 4 và 5, tuyển tập đề thi giữa cuối học kỳ 1, học kỳ 2. Truy cập ngay shopee.vn/vietjachofficialstore. Cô chào mừng tất cả các con đã cùng cô quay trở lại với bộ sách toán lớp 5 cánh diều. Và chúng ta sẽ đến với bài tập số 6 là phần giới thiệu về tỷ số. Qua bài học này, chúng ta sẽ cùng nhau nêu về khái niệm về tỷ số và qua đó chúng ta sẽ vận dụng và làm một số những bài tập về tỷ số các con nhé. Trước khi vào bài, chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần khám phá. Chúng ta sẽ có câu hỏi như sau. Các con hãy so sánh số điện thoại màu hồng và số điện thoại màu xanh có trong bức tranh ở trên. Các con chú ý, chúng ta sẽ so sánh số điện thoại màu hồng và số điện thoại màu xanh có trong hình ảnh như trên. Đầu tiên, các con dựa vào hình ảnh thì chúng ta có thể biết rằng số điện thoại màu xanh sẽ có số lượng là nhiều hơn số điện thoại màu hồng, đúng không ạ? Và để so sánh này, các con sẽ thể hiện bằng một phân số hay là một phép chia để thể hiện. Chúng ta sẽ đếm. Số điện thoại màu hồng của chúng ta có số lượng là 3 cái. Đúng nào? Và tiếp theo là số điện thoại màu xanh là có số lượng là 8 cái. Đúng nào? Vậy thì cô có 3 điện thoại màu hồng này và cô có 8 chiếc điện thoại màu xanh. Bây giờ các con sẽ cùng cô thao tác lên trên màn hình như sau. Để so sánh, các con sẽ dùng phép tính chia 3 chia cho 8. Các con chú ý, thường trong phép chia 3 chia 8 còn được gọi là tỷ số của 3 và 8. Vậy chúng ta sẽ kết luận lại. Vậy tỷ số giữa điện thoại màu hồng và số điện thoại màu xanh là 3 chia 8. Hay chúng ta đã biết, với phép tính chia, các con có thể viết thương thành một phân số là phân số 3/8. Các con chú ý, tỷ số giữa điện thoại màu hồng và số điện thoại màu xanh, cô viết là phép tính 3 chia 8. Số điện thoại màu hồng là 3 và số điện thoại màu xanh là 8. Số điện thoại màu hồng được nhắc trước, vậy cô sẽ viết trước. Và số điện thoại màu xanh nhắc sau, cô sẽ viết sau. Tương tự như vậy, các con sẽ có câu hỏi như sau. Vậy các con sẽ tìm tỷ số giữa số điện thoại màu xanh và số điện thoại màu hồng. Các con sẽ có thời gian suy nghĩ là 2 phút. Các con chú ý, như chúng ta đã đếm thì số lượng của điện thoại màu hồng là có số lượng là 3 và số lượng của điện thoại màu xanh là 8, đúng không nào? Câu hỏi người ta hỏi rằng các con sẽ tìm tỷ số giữa điện thoại màu xanh và số điện thoại màu hồng. Số điện thoại màu xanh nhắc trước, vậy các con sẽ viết trước là 8. Và số điện thoại màu hồng là 3 nhắc sau, vậy các con sẽ viết sau. Vậy tỷ số giữa điện thoại màu xanh và số điện thoại màu hồng, cô sẽ có là 8 chia 3. Hay cô có thể viết ở dạng phân số là phân số 8/3. Chúng ta sẽ cùng cô kết luận lại như sau. Tỷ số của hai số A và B, trong đó B khác 0, là thương trong phép chia số A cho số B. Các con chú ý, lý do tại sao B khác 0, bởi vì trong phép chia chúng ta không có phép tính chia cho 0. Đúng nào? Vậy thì tỷ số của hai số A và B, chúng các con chú ý, lưu ý là số B khác 0 và nó chính là thương trong phép tính chia số A cho số B. Và các con sẽ được ký hiệu là A chia B hay A phần B. Bây giờ các con sẽ cùng cô và áp dụng làm một số các bài toán vận dụng về tỷ số các con nhé. Bài tập số 1 của chúng ta như sau. Các con sẽ thực hiện đọc các tỷ số sau theo mẫu. Chúng ta có mẫu tỷ số 3/2
sẽ đọc là tỉ số của 3 và 2. Tương tự như vậy, các con sẽ đọc các tỉ số sau: tỉ số 5/4, tỉ số 11/13, tỉ số của 18/11. Chúng ta sẽ cùng cô làm mẫu. Tỉ số 5/4 sẽ đọc là tỉ số của 5 và 4. Tương tự như vậy, các con sẽ thực hiện tiếp tục các yêu cầu còn lại trong thời gian là 2 phút các con nhé. Tương tự như vậy, chúng ta sẽ có tỉ số 11/13, chính là tỉ số của 11 và 13. Tiếp theo là chúng ta sẽ có tỉ số 18/11, sẽ đọc là tỉ số của 18 và 11, đúng không nào? Vừa rồi các con đã thực hiện đọc các tỉ số, chúng ta sẽ chuyển sang bài tập số 2. Chúng ta sẽ thực hành viết các tỉ số sau theo mẫu. Chúng ta sẽ có mẫu tỉ số của 3 và 2 sẽ viết là 3 chia 2 hay 3 phần 2. Ý A, tỉ số của 4 và 5. Ý B, tỉ số của 19 và 11. Ý C, tỉ số của 18 và 5. Các con chú ý, chúng ta sẽ thực hiện viết các tỉ số các con nhé. Ý A, tỉ số của 4 và 5, các con có thể biểu diễn ký hiệu là 4 chia 5 hay 4 phần 5, đúng không nào? Tương tự như vậy, chúng ta sẽ có phần B, tỉ số của 19 và 11. À, số 19 chúng ta nhắc trước, vậy các con sẽ viết trước. Và số 11 chúng ta nhắc sau, vậy các con sẽ viết sau. Vậy tỉ số của 19 và 11 chúng ta sẽ viết là 19 chia 11 hay 19 phần 11. Ý C, tỉ số của 18 và 5. Vậy thì các con có thể viết được thành 18 chia 5 hay 18 phần 5, đúng không nào? Các con lưu ý, tỉ số của hai số A và B các con phải được viết theo đúng thứ tự là A chia B hay A phần B các con nhé. Vừa rồi chúng ta đã thực hiện đọc và viết các tỉ số. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang bài tập số 3. Các con sẽ áp dụng và làm một số bài toán có trong thực tế như sau. Các con sẽ cùng cô đọc yêu cầu đề bài. Bài 3, có 8 chiếc cúc màu xanh, 5 chiếc cúc màu đỏ. Ý A, các con sẽ thực hiện viết tỉ số của số cúc màu xanh và số cúc màu đỏ. Các con chú ý, có 4 chiếc cúc màu xanh và 5 chiếc cúc màu đỏ. Người ta yêu cầu chúng ta sẽ viết tỉ số của số cúc màu xanh và số cúc màu đỏ các con nhé. À, tỉ số sẽ viết ở dưới dạng phép tính chia và phân số, đúng không nào? Số cúc màu xanh là cô viết trước, số cúc màu đỏ nhắc sau, vậy cô sẽ viết sau. Chúng ta có thể dễ dàng viết tỉ số của số cúc màu xanh và số cúc màu đỏ là 3 chia 2 hay 3 phần 2, đúng không nào? Rất tốt, cô khen tất cả các bạn. Chúng ta sẽ chuyển sang phần B. Các con sẽ viết tỉ số của số cúc màu đỏ và số cúc màu xanh. À, bây giờ các con thấy rằng số cúc màu đỏ chúng ta được nhắc trước và số cúc màu xanh chúng ta nhắc sau. Vậy các con sẽ viết cho cô tỉ số của số cúc màu đỏ và số cúc màu xanh nào. À, rất chính xác. Cô tin rằng các bạn cũng có câu trả lời giống như cô, đúng không nào? Số cúc màu đỏ là 4, số cúc màu xanh là 5. Vậy cô sẽ có tỉ số của số cúc màu đỏ và số cúc màu xanh là 5 chia 4 hay 5 phần 4. Chúng ta chuyển sang ý C như sau. Viết tỉ số của số cúc màu xanh và tổng số chiếc cúc. Được chưa nào? Số cúc màu xanh chúng ta biết rồi, đó chính là bằng 4 chiếc.
và tổng số chiếc cúc là tổng của chiếc cúc màu xanh cộng với chiếc cúc màu đỏ đúng không nào? Và tổng của chúng là bằng mấy các con nhỉ? À, tổng của chúng chính là bằng 4 cộng 5 và bằng 9. Vậy các con sẽ viết cho cô tỉ số của số cúc màu xanh và tổng số cúc. À, rất chính xác. Chúng ta viết rằng tỉ số của số cúc màu xanh và tổng số cúc là 4 chia 9 hay 4 phần 9. Vừa rồi, bài học ngày hôm nay các con đã học về tỉ số, cách đọc, cách viết tỉ số và qua đó chúng ta đã áp dụng làm một số bài toán trong thực tế đúng không nào? Vậy thì về nhà, cô hy vọng rằng để củng cố và khắc sâu thêm kiến thức, các con sẽ chia sẻ lại cho các bạn của chúng mình cùng biết các con nhé. Và bây giờ, cô xin chào tạm biệt các con và hẹn gặp lại các con vào những video tiếp theo. Khóa học Việt Rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Rách.